chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách đấu một cái bộ thử điều khiển rất là đơn giản. Cũng rất là nhiều video trên mạng mọi người chia sẻ rồi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ một cách đơn giản nhất cho mọi người dễ hiểu. Thiết bị của gọi linh kiện của nó gồm có là cái mắt nhận và cái bóng đèn báo, gọi là đèn led. Cái mắt nhận thì thường trên các thiết bị điện tử, đối với những cái mắt sắt này, 90% những cái mắt, 99% những cái mắt mà có vỏ sắt này, với lại ở các cái đầu kỹ thuật số, các cái đầu đĩa gì đấy, hoặc là thậm chí là tivi, nó có cái mắt cái như thế này, thì mọi người cậy ra xong thì mọi người sẽ nhìn thẳng vào cái mặt của mình như này, thì nó sẽ gồm chân 1, chân 2, chân 3. Đấy. Thì chân 1 của cái mắt nó sẽ là chân tín hiệu, chân giữa tức là chân 2 nó sẽ là mát, chân 3 nó sẽ là dương điện, tóm lại nguồn cấp. Hay còn con led này thì mọi người, tất nhiên mọi người nếu mà dùng led mới thì nó rất là dễ, bởi vì led mới là nó chân dài hơn thì nó sẽ là chân dương, còn chân ngắn hơn sẽ là chân âm. Nhưng con led cũ thường thường mọi người đã cậy được thiết bị từ cũ ra thì nó chân người ta đã cắt rồi, mọi người chưa biết phân biệt, thì mình chỉ đơn giản là mọi người nhìn sâu vào trong con led ấy. Thực ra cái cam này của mình không nhìn được, nhìn sâu trong con led nó sẽ có một bên to, một bên nó có một cái nửa to và một cái nửa bé ở cái lõi của nó, mình nhìn được. Thì bên cái nửa bé của nó chính là cái chân dương. Mọi người không tin, mọi người cứ nhìn con led trong con led mà xem, nó sẽ là chân dương. Thì vậy là chân dương mình sẽ lấu song song vào cái chân ngoài cùng phía bên phải, nhìn thẳng vào mặt mình là chân lối chung với nhau, còn chân ngoài cùng tức là chân âm thì lối vào cái chân tín hiệu, còn lại chân giữa là chân mát. Và mọi người kiếm một cái sạc, cái này tóm lại là cái sạc rất là đơn giản, 5V. Đây cái sạc điện thoại mình lấy cái sạc Viettel đấy. Đấy, mọi người đấu vào xong mọi người để chế cái lỗ, hoặc là mọi người có thể tùy. Đây mình cắt cái sạc Viettel ngày xưa như này thì nhà anh có rất là nhiều luôn, thậm chí những cái đầu đĩa hỏng rất là nhiều. Nhưng với những người mà bán đồ điện tử ấy, thì rất là hay cần thử làm cái mạch thử. Còn nếu mà ai mà lười làm mà không muốn làm mà muốn có cái bộ này thì cứ để lại cái số điện thoại trên Zalo của mình. Đây. Trên Zalo của mình sẽ gửi cho một cái. Tất nhiên là các bạn mất tiền nhưng mà giá nó rất là rẻ, khoảng 100 bạc, đơn giản. Nhưng mà cái này là mình làm như này nó rất khá là bền, bởi vì mình có rất nhiều những cái sạc zin cũ. À. Thế thôi, nó thành cái sạc. Nhưng mà nếu mà ai mà muốn làm thì mình sẽ hàn hiếc cẩn thận hơn. Đây mình làm vài cái, mình đứng góc nào mình thử được cái điều khiển của mình. Đây. Đây mình thử luôn này. Đây, thử. Ấn phím nào ăn phím đấy này. Đây nhá. Đây. To nhỏ. Phím nào nó không ăn thì mình biết ngay, thử khiển rất là dễ. Đấy. Ok. Phím nào cũng được, nó ăn luôn. Mọi người làm cái nét bóng nó sáng sáng, nó to to thì mọi người sẽ nhìn nó rõ hơn. Đây, rất là nhạy luôn. Chả cần phải nhìn nhàng gì nhiều bước cả. Cái mắt nhận thì ở đâu cũng có. Những cái thiết bị ở điện tử cái nào cũng có. Rồi ok, mọi người thấy video mình ý nghĩa thì mọi người chia sẻ hoặc là ủng hộ, mình sẽ làm các video tiếp theo ý nghĩa hơn.